Rồi chào quý anh chị em quay lại kênh Cái Mà Của Thắng nha. Hôm nay Thắng có một số dòng cực kỳ ưu đãi cho anh chị em luôn. Ở cái dòng này là dòng ABC Thu cho anh chị em đó. Cái này mới 2 tháng rưỡi thôi. Hôm nay mình sẽ bán giá cực kỳ ưu đãi cho anh chị em chơi luôn nha. Rồi cái dòng này bán chỉ 60k một cặp thôi đó. Bởi cái bộ ghe này là từ con ít như làm ghe. Con cá nó rất là đỏ luôn. Và con cá trống nha anh chị em, đặc biệt là cá trống nha. Nó chớm tai luôn anh chị em. Cái tay bơi này hai bên nó chớm chớm đỏ luôn á. Có thể là anh chị em nuôi dài hơn một thời gian nữa thì nó sẽ phải nói là sao ta, nó ra tay luôn anh chị em, ra cuôn tay luôn á, cá trống á nha anh chị em. Mới thấy những cái ruột gan luôn không, con cá này anh chị em nuôi hồn kính á thì anh chị em mới thấy xuyên thấu hết trơn luôn ha. Và khi nào nó đẻ rồi thì mình thấy mình canh rồi mình vớt ra được nha anh chị em. Bây giờ mà nó có cái gọi là ưu điểm là gì á anh chị em, ưu điểm cực kỳ, mình tới khi nào đẻ là mình biết luôn á đó. Để mình sẽ xa gần tí ha. Cái thời giờ này nắng quá, cái nó chói vô anh chị em. Cái quay con cá nó không được đẹp lắm nha anh chị em, thông cảm nha. Đó, thì khổ mình quay không có đẹp nữa, nó mình phải che nắng lại đó. Đó anh chị em mới thấy, nhìn thấy cục ghen luôn không. Giờ mình chỉ 60k một cặp thôi. Hôm nay mình mấy chị em chỉ có đâu tầm 10 cặp ha. Anh chị em chăng nha. Combo, mình bán theo combo nha anh chị em. 6, 13, 18, rồi combo 4 cặp 240 nha anh chị em. 4 cặp 240 đó, mình bắt lần 4 5 cặp thì mình chơi nó đã chứ mất 1-2 cặp mà khó bán lắm chị em ơi. À mình cho đặc biệt có xe qua đó nha, dù anh em lấy bên combo này và qua bên combo khác 1-2 cặp gì đó, miễn đơn từ trên 200k là mình ship luôn nha. Em gầy cá cũng nhiều mà không em mua chưa đó. Anh chị em đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho Thắng nha. Khi nào mình có ra cá mới thì nó sẽ hiện thông báo cho anh chị em và vào xem nha. Đó, chứ mất là dòng ABC Thu nha anh chị em. Đó, anh em thấy là nhìn thấy cục ghen không? Đó, con cá trống bộ này thì nó ra tay bơi luôn á. Để quay từ trên xuống cho các bạn xem nha. Đó, cá trống anh em thấy ra tay bơi đúng không? Đó, chấm chấm tay chân ha. Cái này mới 2 tháng rưỡi thôi. Rồi, anh chị em nên chân chốt đơn nha anh chị em. Chỉ combo 4 cặp chỉ 240 thôi nha. Đó, đó mở đồ sáng lên tí. Rồi, thế là Albino Gold anh chị em. Đó mình quay top view anh chị em xem này, cái gặn nè. Đó nhà máy phun dãy đúng không, nó chá chá là cái ánh kêu nó chá lên anh chị em. Cái con cá này là nó phun dãy nó chá như nè. Đó rồi gặn nè, dưới các bạn xem này ha. Đó bạn nhìn cái tay mày nè, mấy con này sắp đẻ hết nè anh chị em. Đây nè thấy không, đó mình thấy dãy gì chưa, các bạn thấy rõ chưa. Đó nó phun dãy ha, nó ánh kêu lên tại vì cái con này là mắt đỏ ha, nó không có miếng gì là nó đẹp cực kỳ luôn, nó thiệt các bạn luôn á. Là mình nên chơi full gold mắt đỏ này đi, nó đã lắm, ngắm nó đã lắm, đã nó vàng đến mức mà mình nói nó vàng gì nè các bạn. Đó thấy chưa, mình quay gần luôn nè. Đó thì cái này là mình bán 400.000 cặp không ai mua hết. Bán 300 thì có một cái anh em á, nhưng mà hôm nay mình cực kỳ ưu đãi cho các bạn luôn. Mình bán combo nha, combo 2 cặp full con giúp bông chỉ 350k thôi, tương đương với là 170.000, 175.000 một cặp nha. Đó mà bán combo 2 cặp nha anh chị em. Đó nó như thế này nè, nó full dãy hết trơn anh chị em, sắp đẻ luôn rồi nè. Về mình ghép máy làm thời gian nó đẻ nha, mình số lượng đâu tầm 10 cặp ha chị em anh chăng nha. Đó đó mình thả nó ra, nó vàng cái ánh kim á anh chị em. Đó bắt lại này ha, đã dữ lắm, đã anh chị em ơi, mình thích lắm thích. Đó bắt lại hai con nè, con nào cũng full dãy, không full dãy mình bao các bạn bình thường các bạn 10 cặp luôn á. Đó nè, này cá mái nha anh chị em, nó u nu nè, ghi bông nha. Rồi cá ghen thì 50k một cặp nha. Đó cá ghen thì 50k một cặp, cái này cá ghi bông nha anh chị em. Đó gần này các bạn xem nè, nó gì rồi không chơi cái nào nữa. Rồi mình để nó hồ sô nha, tại vì này mắt đỏ này, mình để hồ sô các bạn xem ha. Đó rồi để mình để lên hồ sô ha. Rồi thì đây là mình quay top view này, ủa side view anh chị em. Đó mình đang cho nó ăn nè, nắng chói quá này mình em cảm nha, mình lấy cái điện thoại che lớp ngoài luôn nè. Đó phun dãy á, cái bộ này phun dãy đó này, thấy không, phun con ít bông, có một con cá ghe đây nữa. Cá ghe thì 50k một cặp nha anh chị em, cực kỳ đỡ luôn em ăn chăng nha. Đó combo 2 cặp 350k nha. Đó anh chị em tranh thủ nha. Cá này mình nuôi nó vàng rồi, khỏi nói luôn á. Giờ chưa con mắt đỏ thì nó vàng.
ven giờ nó dãy em về nhà đem qua đảo cho em đem về nhà là không có đẹp được như mình quay clip đâu, tại vì cái nền nuôi nó chỉ nuôi hụt với cái nền nữa, con cá mắt đẹp đỏ này không nuôi hụt, không nuôi nền gì thì em nuôi nền đó. À, rồi nhanh chăng nhanh cho em. Rồi giờ clip ở đây mình cũng dừng luôn á, để coi còn gọc không ta, còn gọc thôi mà gọc nằm biến bán quá, để nó bự đi bán. Rồi clip này là kết thúc nha anh chị em, nhanh chăng chúc đơn anh chị em. Rồi thì đây là full lên trống nha anh chị em, đó em thấy không, full tay bơ cho ha, full dãy full hết trơn luôn á. Con cá này mình tốt video đẹp nhất, không biết có xe view không, quay lỡ quay rồi hết cho các bạn xem luôn. À, con này về thì nuôi lần nào cũng được, cái con vinh con mắt đen thì nhất thiết là phải nuôi lần trắng và lần vàng, rồi cái này muốn lần đen cũng được luôn, tại vì nó là mắt đỏ mà nó phù hợp vào cái nền lắm đâu, mình thử rồi nó vẫn là full vẫy màu vàng rất là óng ánh luôn, rất là đẹp luôn á, thật sự là vậy luôn á các bạn. À, rồi chị em nhanh chân nha, combo 2 cặp chỉ 350k thôi, thì mua cái mình sẽ được nhận những gì ta, thứ nhất là vi sinh, thứ hai là rong bèo táo nha, khi nào có cám thái thì mình sẽ tặng, còn không có cám thì mình sẽ tặng, còn không thì mình không tặng nha. Rồi thì video ở đây mình chỉ ra một số cá để mình gửi đến các bạn thôi, và anh em nhớ like và đăng ký kênh cho Thắng nha, để khi nào mà Thắng có ra cá mới á thì nó sẽ hiện thông báo cho các bạn xem và vào xem nha. Rồi tạm biệt các bạn nha. Rồi chào quý anh chị em quay lại kênh cá mập của Thắng nha. Chứ mà anh em là full gần giúp bông, anh em thấy không, chớm tay chưa luôn không đó, vàng ống ánh chớm tay không anh em, đã không, đã không đó, làm giả cho em đi xem nè, nắng hơi chát anh em thông cảm mình nha, đó anh em thấy chớm tay vàng luôn không đó. Ủa, cái tay mình mới dính gì mà dầu mỡ không ta, đó em bắt cho anh em xem ha. Đó, rồi mình đang bán dòng này là 80k một cặp nha anh chị em, khi anh chị em mua một cặp mình sẽ tặng thêm một cặp cá gen nữa nha, một con cá máy gen cho được, một con cá máy gen, tại vì cá máy gen mình làm biến bán quá à, nên mình tặng cho anh chị em luôn. Anh chị em mua 3 cặp thì cái giá là 240 nha, 80k một cặp nha, combo 3 cặp là 240, và mình sẽ tặng cho anh chị em thêm một con cá máy nữa, có nghĩa là một kilo á, nhưng mà mình sẽ tặng nha chứ không phải mình bán nha anh chị em, đó mình sẽ bán cái giá rất là ưu đãi cho anh chị em luôn. Đó anh em thấy không, vàng ống ánh không, cái màng màng đó là cái tay mình mới dính dầu ăn dầu mỡ với mình đụng vô trên mặt nước á đó. Đó em thấy nó vàng ống ánh đúng không, chớm tay luôn chị em xem đi đó, đó mình chỉ full dãy ha, đó 80k một cặp thôi anh chị em, nhanh chăng nha, số lượng có hạn nha anh chị em, đó chỉ vài cặp thôi, coi như đầy hết rồi đó. Mình sẽ tặng anh chị em khi mua mình á, mình sẽ tặng thêm một cặp ở một con cá máy nữa là máy gen nha. Ở thì clip này là cá máy nha anh chị em, để hồi mình quay cái trống cho, cái trống thì anh chị em khổ bàn rồi, nó ra nắng nó ống ánh đẹp ghê không anh chị em. Rồi 80k một cặp rồi nha, rồi anh chị em nhanh chân nha, chỉ có vài cặp thôi nha, 3 cặp chỉ 240 thôi. Đó, khi anh chị em mua thì mình tặng thêm một cá máy nữa, là anh chị em được 6 con cá máy nha. Đó, anh chị em thấy không, đã quá không, đó vàng rồi nè, chớm tay luôn. Thì cái này mình đua thời gian nó mình bán tầm 200k một cặp, tại vì chớm tay bơi rồi, 80k một cặp thôi, quá ưu đãi cho anh chị em luôn, nhanh chân nha anh chị em. Rồi thì là trống với bông nha anh chị em, đó thấy không, trống gen với bông, rồi một cặp chỉ 80k thôi đó, đây là trống nè, bóc lên cho anh chị em xem luôn nè, thôi cho chá tí anh em thông cảm nha, đã không, ú nu ú na nha. Chị em mới thấy không, đã không chị em, đó cá máy quan trọng hơn cá trống nha anh chị em, cá trống gen ố ghi bông, cá trống ghi bông vẫn ép máy được nha, để mình thử rồi nó để dính bầu lum la chưa, đó nó vàng đúng không, ống ánh không vàng, vàng không khỉ mà, nói chung nhà là vàng trong nhà không nha, đó hơi cháo nè, để qua đây đi mình che nắng hơi bớt nè, đó chị em mới thấy không, mình che nắng mất rồi. Rồi chị em nhanh chân nha, rồi quay lại dòng cá khác cho anh chị em xem.
Hai vợ chồng anh em, thấy không?